Mời các bạn nghe ca sĩ internet ca bài ca giọng cổ vợ tôi nói tiếng Tây. Tao có con vợ thật là không nói nổi. Nó bật tiếng Tây tiếng hạ hoàng hồn kinh. Cái tên cung cộm của nó là Nguyễn Thế Sình vậy mà nó dám đổi lại là má đờ moa ghen mà hay có câu con nhà tâm không dám lắm cũng dám canh ông già vợ tôi ngày xưa từng làm hương quản sách ba to đi dạo sớm bọn bất lương nghe tiên phải kinh ừ à, hòm mỗi khi bắt được một tên trộm đào ơi trong ma làng ẩm ngồi giữa ngựa trên ghế trường kỹ giữa nhà rồi bật một hơi ê biển mày răng xanh như măng thằng này rồi làm lấp bo để ngày mai tao giải nó lên đề lê ghê để ẩm cho nó nghỉ mát xích moi về cái tội vô lưa nghe mày ê toa kia mẹ cô đi toa tại sao ở trong làng này mà ta không nghe danh của moi ẩm cho vợ tôi tỉnh hạ học tiên tây mây tháng ngày trở về quê ẩm hối bày trẻ làm gà làm vịt đẩy bà con trăm bữa tiệc ăn mừng muốn lấy dây khách ẩm kêu vợ tôi để thử sơ con mình ổng cầm cái chén đưa lên hỏi cái này tiếng tay kêu gì bằng gì ha vợ tôi đáp dai là lơ cái tô sờ ông già vợ tôi giận quá bưng cái mắm đập lên đầu vợ tôi một cái và nói vậy tao cũng biết cái này là lơ cái mắm sờ vậy trời ơi cái thứ tay sình mà cũng gọi là tay vậy mà vợ tôi có tợn đâu bữa nọ có âm tay tàu cáo đi bắt rủ lầu ấm cọp con ngựa sơi thế nào mà con ngựa xúc dây chạy mất ổng thấy vợ tôi đứng sơ rớ gần đó ông bật tiếng kêu ra hỏi chị có thấy ngay ăn cắp ngựa của tôi không vợ tôi không biết ách giáp gì cũng trả lời đại quỳ mâm sừ ông tay hỏi tiếp chị có quen với thằng đó không vợ tôi quỳ nữa ông tay quát bảo chị đầm lọa với ông ấy phải không vợ tôi quỳ nữa ông tay giận quá quát Bây giờ chỉ có bằng lầm đưa tôi bắt thằng đó khâm. Vợ tôi nãy giờ quỳ hoài, bây giờ thấy ông tay nổi giận, nó quýnh liền đổi giọng năm mong sừ. Ông, ông, ông tay giận quá sai, linh bắt vợ tôi về nhà, làng đóng trăng hết nữa bối. Chừng vợ lỡ ai cũng cười nhào lắng, và kéo ngào hùm trời một bữa nọ tôi với vợ tôi xuống bên tàu hâm vô thấy một chị tay đang khoe phải chiếc mùi xóa tiễn anh linh lê dương trở về nhà tàu sắp sửa keo neo tách bên không biết vợ tôi có cảm hứng cách nào mà nó hò lên mấy câu nghe đứt gan đứt ruột Là mấy anh lính lệ dương nước mắt chảy lòng Ừ, lòng Họ à, ăn tâm đầm túp lê xà sờ cướp mông cô sờ lòng mỏ đu lưa sờ về má lắc à về má biết bao giờ gặp nhau thanh thần ngó xuống mà xem vợ tôi thành chứng nên hò bằng tiếng tay thẹn thùng đỏ mặt tía tai tôi lôi con vợ quý chạy bay về nhà tôi với vợ tôi thật là hai thái cực Tạng sáng tôi thích đêm tắm bằng sói giò cháo đậu Thì vợ tôi nó đề lên nơi bằng thịt ngồi bánh mì Đi đâu tôi thích áo dài khăn đông Còn vợ tôi nít vô một bộ đồ đầm khách khứa tới nhà tôi lễ phép nói thưa ăn thưa bà mạnh giới thì vợ tôi nó chăm một hơi alo mâm vua mâm sừ ma đàm sa va đen rồi nó dài qua nói với tôi ê toa bạc tay moa đưa cà phê ô lê mẹ toa ha tôi không biết nó nói giống gì nên đứng làm thính như ngầm được làm cho nó nổi sung mà là ó gầm trời cảnh cơm không lành cảnh không ngọt luôn luôn xảy ra trong gia đình tôi cũng tại ba tiếng tây mắt dịch vợ tôi nói đàn ông gì mà không biết bạc liêm phân xe không biết siri dê, không biết gia lăng em bô tết tôi nổi gió trả lời mình cũng vậy chứ mấy thứ mình là đàn bà mà không biết nấu cơm sờ mình giỏi cái việc rồi phấn sờ tha son sờ thôi thì thôi với mình kể từ nay nếu ai nảy đi đường ai nay bước để cho mình tự do à, Nói tiếng Tay à, sợ Tôi vừa nói dứt câu Tức thì lỗ mũi ăn trầu Một khi nó mắng tôi Là mẹ cờ đi Phẹt à, mê la bót Tao đập mày à, ra sân